Xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu đến các bạn một cái xe trong cái series về những cái chiếc xe dán đề can đẹp của Đông Ben. Trước mắt mình là cái xe màu xanh Forerunner, một màu rất đặc biệt. Cái màu này thì mặc định ban đầu nó sẽ đắt hơn cái màu thường 2 triệu. Trong video này thì mình sẽ không nói đến cái điều đó. Mình sẽ cho các bạn biết được cái xe mà làm cho các đơn vị thuốc nó như thế nào, cụ thể nó như thế nào. Thì xin mời các bạn hãy đón xem cái video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thụy Nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm của một cái đơn vị làm về thuốc. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái đề can này. Các bạn nhìn thấy không? Đề can của cái đơn vị làm về thuốc này. Họ bán về các cái sản phẩm thuốc. Ở đây đây là cái logo của họ, Phạc Ma này. Đằng sau này là các cái sản phẩm, các bạn nhìn thấy mình dán đề can ở trên này rồi. Đấy. Thì cái sản phẩm này thì họ yêu cầu thiết kế nó cũng không quá là đặc sắc, nó cũng bình thường thôi, nhưng mang tính chất là đây là một trong những cái xe, cũng khá nhiều các cái xe thuốc mà mình làm, thì mình quay video lên cho các bạn xem qua. Thì nó trên nền một cái xe Đông Ben X30 V2, trọng tải là 950 kg, 2 chỗ. Một chiếc xe đã quá quen thuộc với mình rồi, mình đã làm rất nhiều của video về cái xe này rồi. Xe có cái trái tim là cái động cơ DOHC 1.5L, có cái dung tích 1.5L và có cái kW là 80 kW ở 5.200 vòng quay trên một phút, cho cái ra là cái mức tiêu hao nhiên liệu là 6.5L trong 100 km. Chúng ta có logo Đông Ben đằng sau này. Tất cả các cái chi tiết đều được làm bằng mạ chrome, rất đầy đủ, rất giống với những cái chiếc xe mình từng làm. Ở đây thì biển mình đã lắp rồi, tất cả mọi thứ đã đầy đủ rồi. Mai mình sẽ giao cái xe này đến tay khách hàng. Thì các bạn, biển hơi xấu, đây cũng là một trong những cái lý do mà mình cũng rất là ngại với khách hàng, cũng rất là mong anh, nếu anh xem video này, mong anh thông cảm cho. Bên này các bạn sẽ nhìn thấy này, đề can mình dán lên giống cái xe kia, giống ở mặt bên kia, không khác gì cả. Đằng trong này thì cái xe này thì nguyên bản thì mình cũng không làm gì nhiều, mình chỉ có dán đề can này, rồi là mình làm một số cái option cho khách hàng như là cái trải sàn bọc vô lăng. Mời các bạn vào cabin chúng ta xem qua một loạt về cái cabin này. Cabin của Đông Ben X30 đã trải qua rất là nhiều đợt nâng cấp rồi. Tất cả những cái phụ kiện cơ bản của lái xe đều có, nó là cái khóa điện này, trợ lực lái điện này, điều hòa hai chiều, FM radio, đèn chân, tất cả mọi thứ cũng rất đầy đủ. Thì với những ai mà cần bọc ra cái ghế này, các bạn có thể trao đổi với mình, thì mình sẽ có những cái option riêng cho khách hàng yêu cầu bọc ra, yêu cầu làm cái tấm chắn điều hòa như thế này. Đó, thì trong cái video này mình cho các bạn xem qua về cái sản phẩm đơn vị thuốc nó sẽ như thế nào. Mà thực chất là khi mình dán đề can lên cái xe như này, các bạn chạy ngoài đường người ta biết là bên bạn là bán thuốc, và khi người ta cần các bạn có thể liên hệ một số hotline kia, thì khách hàng là chở thuốc và di chuyển và giao đến các cái đại lý trên khắp địa bàn Hà Nội. Đó, thì các bạn có thể lựa chọn xe 2 chỗ hoặc xe 5 chỗ, xe nào cũng được. Nếu các bạn quan tâm đến nó, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.